Hôm nay em Ngọc xin tiếp tục giới thiệu với anh chị quý khách hàng một căn hộ 3 phòng ngủ tòa T5 Tham City với diện tích 108m², đầy đủ nội thất, giá bán là 5 tỷ 7. Mời anh chị cùng Ngọc đi xem chi tiết các phòng trong căn hộ. Em Ngọc đang đứng ở phía cửa vào căn hộ và đây là khu vực tiền sảnh. Chúng ta sẽ có một cái tủ giày ở vị trí này và bên trên tủ giày chúng ta sẽ đóng những cái ngăn tủ cao hơn để thêm cái không gian chúng ta để các đồ ít khi sử dụng ở trên đây. Cả một ngăn cao trên kia. Ở phía bên đây chúng ta có các cái hộc để đồ để co trang trí ở vị trí này. Và các cái cửa trong căn hộ này thì đều được sơn lại màu trắng, nhìn rất là trẻ trung và sạch anh chị ạ. Ở phía bên đây chúng ta sẽ có khu vực phòng bếp thông với phòng khách. Nguyên bản thì chúng ta sẽ có khu vực này nó sẽ khép kín trong một không gian tường bao quanh, nhưng mà căn này đã sửa lại rồi, bếp thông với phòng khách, thông với bàn ăn cho chúng ta một không gian rất rộng và thoáng ở đây. Toàn bộ cái bàn đá và tủ bếp thì cũng đã được thay rồi anh chị ạ, thay mới hết. Đây tủ bếp, các chi tiết như là chậu rửa và bếp thì vẫn nguyên bản của chủ đầu tư, hút mùi cũng vậy. Cái tủ bếp này còn rất là mới anh chị ạ. Và căn này cũng là một trong những căn mà được thiết kế, do đó thì nội thất nó cũng rất là ăn nhập, rất là đẹp với nhau. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tủ lạnh hai cánh của thương hiệu Aqua với dung tích là 456 lít, và bên trên chúng ta cũng được thêm một cái phần tủ rất là lớn ở trên này. Nhìn chung mỗi căn như này với diện tích 108m² thì chúng ta sẽ có, với cái cách thiết kế như này chúng ta sẽ có rất là nhiều không gian để đổ. Mời chị cùng Ngọc vào xem một cái phòng ngủ nhỏ của căn hộ. Đây là phòng ngủ nhỏ. Thường thì với cái phòng này nguyên bản thiết kế chủ đầu tư nó sẽ là một phòng ngủ bí, bốn bên là bốn bức tường, nhưng với căn này thì chúng ta đã sửa cái bức tường ở phía cửa ra vào thành một cái tấm kính lấy sáng ở đây, rất là thoáng. Bên trên là điều hòa, và ở đây khi mà cần không gian riêng tư thì chúng ta có thể cho cái rèm này xuống đó, rất là tiện. Ở trong phòng ngủ này thì chúng ta đã được trang bị sẵn một cái giường tương đối lớn 1m6 x 1m8, và cái tủ để quần áo rất rộng anh chị ạ. Tủ để quần áo ba cánh và mỗi cánh của nó rất rộng. Phía bên trên chúng ta cũng có thêm các cái tủ để đồ nữa. Và phía bên đây là khu vực nhà vệ sinh chung của căn hộ. Cũng có nhà tắm đứng, chậu rửa, bồn cầu. Cái mặt đá thì đã được thay rồi anh chị ạ. Còn phía cửa bên dưới chúng ta đã được sơn lại màu trắng sáng hơn, sạch sẽ hơn. Đây là khu vực bàn ăn của chúng ta. Một bàn ăn với 6 ghế. Và khu vực phòng khách. Ở phòng khách thiết kế nội thất của căn hộ này rất là đơn giản, trẻ trung và tông màu sáng làm chủ đạo. Bộ sofa này bằng nỉ, nó cũng rộng và đủ dùng cho căn này. Phía dưới chúng ta sẽ có thảm. Phía đối diện thì chúng ta có một cái tivi tương đối lớn ở vị trí này. Dưới tivi thì chúng ta sẽ có các cái tủ để đồ ở dưới đây. Một căn hộ mà rất nhiều các cái ngăn tủ để đồ anh chị ạ. Còn ở phía bên trong này, chúng ta đi tiếp tục vào bên trong thì đây sẽ là một cái phòng ngủ tiếp theo, một phòng ngủ nhỏ nữa của căn hộ. Phòng ngủ này sẽ là phòng ngủ lấy sáng cho phòng khách. Và bên cạnh phòng ngủ thì chúng ta sẽ có một cái ban công ở vị trí này. Ban công của căn hộ này là căn hộ là 108m, ban công hướng bắc, cửa vào hướng nam anh chị nhé. Căn hộ này thì chúng ta sẽ có thể nhìn về thành phố được, và góc view của căn hộ rất là thoáng. Tòa đối diện của chúng ta là tòa Century, tòa nhà văn phòng. Đó. Nên là khoảng cách giữa hai tòa, tòa này và tòa đối diện rất là thoáng, và cái ô thoáng, khe thoáng của trước cái căn ban công căn hộ này cũng rất là thoáng. Nó không bị chắn bởi các cái tòa. Và đây là một căn hộ 3 phòng ngủ mà giá cả rất phải chăng anh chị ạ. 108m², 3 phòng ngủ mà giá 5 tỷ 7 thôi ạ. Với một căn hộ như thế này ở bên T em Ngọc mới bán thì nó cũng phải hơn 7 tỷ. Hơn 7 tỷ, tức là chênh nhau đến hơn 1 tỷ mà diện tích sử dụng tương đương nhau và công năng tương đương nhau. Và cái góc view của căn hộ này cũng rất là thoáng. Đây chúng ta đang ở trong phòng master của căn hộ. Phòng này thì phòng siêu rộng với nhà vệ sinh khép kín và một cái cửa sổ view rất thoáng và không có bị chắn. Phòng này có phòng ngủ rất là rộng rồi, và cái nhà vệ sinh của nó cũng rất rộng, siêu rộng luôn ạ.
Nhà vệ sinh này thì chúng ta đã có cái mặt đá đã được thay đi rồi. Cái mặt đá của chậu rửa này cũng đã được thay. Chúng ta có thêm cái tủ bên dưới để đồ nữa. Cũng có bồn cầu này, nhà tắm đứng này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một không gian để đặt máy giặt ở trong đây. Trong đây chúng ta sẽ đặt máy giặt, có thể đặt luôn cả máy sấy ở trong này được, bởi vì trong đây nó cũng rất là rộng. Anh chị vừa mới cùng em Ngọc đi xem chi tiết của căn hộ 3 phòng ngủ của tòa T5 Tham City, ban công hướng Bắc, cửa vào hướng Nam, với diện tích trên sổ là 108 m², thiết kế 3 phòng ngủ, đầy đủ nội thất, với giá bán hiện tại đang là 5 tỷ 700 triệu. Anh chị cần thêm thông tin chi tiết về căn hộ và xem nhà trực tiếp, vui lòng liên hệ với em Ngọc theo cái số điện thoại bên dưới. Rất là cảm ơn anh chị theo dõi video của em Ngọc. Ngoài ra thì em Ngọc còn hỗ trợ làm một thủ tục vay bên ngân hàng. Hiện tại lãi suất bên ngân hàng Vietinbank đang là cố định năm đầu 10%, các năm sau lãi suất thả nổi, ở thời điểm hiện tại là 13%. Anh chị cần thêm tư vấn thông tin về chính sách vay ngân hàng, về sản phẩm, về pháp lý, mời anh chị liên hệ với em Ngọc. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em Ngọc. Em chào anh chị.